vượt qua số phận có sao không, vượt lên chính mình có sao không. Câu ca xưa còn gọi ta mãi mãi ngẩng đầu lên, vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên, và ta đã thấy mặt trời rọi rực trên môi em. Để cùng bùng nổ với Hạ Vi Thế Rừng, ca sĩ Z-Black, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ thứ bảy ngày 7 tháng 3 năm 2015 trên kênh VTV9.